Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì em lên trên núi và bây giờ hai vợ chồng đi trồng mận, một loại mận sống ở trên núi tại Hàn Quốc, rất là ngon và khá là thích hợp với những cái điều kiện ở trên núi lạnh. Đây là những cây mận mà hôm nay nhà em đã mua về và chuẩn bị trồng các bạn ạ. Đây là cây giống. Tổng cộng mua là 100 cây. Và đây họ bọc túi bóng như thế này. Nói chung là gửi thì sẽ gửi một thùng to như thế này. Khá là cẩn thận. Ở Hàn Quốc thì cái việc gửi hàng qua mạng là chuyện bình thường và họ đóng gói cũng rất là cẩn thận và khoa học. Tại vì để giữ được khách hàng thì phải làm như vậy. Nếu mà làm một lần mà hỏng lần sau sẽ chẳng có ai mua các bạn ạ. Tại vì ở bên Hàn ấy họ hay review, sau khi nhận hàng thì review là khách ông này bán này nhận có ok hay không. Nếu mà không ok lần sau chẳng có ai đặt nữa. Vì vậy là làm việc ở bên này thì cái việc uy tín và giữ cái thương hiệu rất là quan trọng. Và đây như các bạn thấy thì cây của nó cũng không hề nhỏ, khá là to. Một gốc thì rễ họ đào cũng khá là đầy đủ như thế này. Một cây này mua là 5.000 won, một cây nhỏ nhỏ 5.000 won. Nhìn thì cũng rất là chất lượng. Để xem là ở trên đầu này nó còn sống hay không. Cây này là loại mận Hàn Quốc các bạn ạ. Và đây nhìn thì cũng khá là tươi, có vẻ là ổn đấy ạ. Và bây giờ nhà em sẽ đem cây này đi và trồng. Tổng cộng là 100 cây. Bây giờ vợ chồng em đang ở trên núi và đang trồng cây đây các bạn ạ. Trồng cây mận. Nắng thì khá là to. Và ngày hôm nay thì cỏ rất là nhiều và bị cây nó cắm cho nó sưng hết cả người lên. Năm ngoái thì nhà em vẫn không thể lên đùi và làm được hết cỏ tại vì khá là bận về cái vụ ớt. Năm nay thì chắc cũng vậy thôi tại vì trồng ớt nhiều mà. Cỏ nó mọc rất là nhiều, cây thì cũng đang cao như thế này. Những cái cây rau mà nhà em hái bán năm ngoái thì năm nay nó đã cao hơn và có vẻ là thu hoạch sẽ rất là khó khăn. Đây các bạn thấy, đây gọi là cây tulip. Ở Hàn Quốc thì cây này khá là đắt và bán cũng rất là dễ. Tuy nhiên thì cái việc gai nó nhiều cắm vào tay cũng rất là nguy hiểm. Và bây giờ thì chồng em đang trồng cây. Chồng em trồng cây thì cứ trồng gọi là trồng xuống cho nó sống thôi chứ cũng chả phải bón bủng cái gì, lẽ ra phải bón nót bón nước các thứ rồi là đào hố nó to to ra chứ. Đây thì chồng em cứ đào một cái hố vừa vừa, sau đó là thả cây xuống trồng như là trồng sả ấy các bạn. Ở Việt Nam dạo này sả đang đắt lắm tại vì dịch mà người ta mua nhiều. Ở Việt Nam giờ nhà em bán sả 10.000 một kg. Ở bên Hàn Quốc thì mua 3.000 won được có 10 cây sả nhỏ xíu. Và chồng em lần này thì mua hẳn 100 cây về để trồng. Đây gọi là cây mận Hàn Quốc, quả nó đỏ đỏ tròn tròn mà ăn nó chua chua ấy. Chồng em là cứ đang mơ mộng là trồng 100 cây này xong mấy năm nữa là nó lên to rồi thu hoạch đấy. Em thì thấy cỏ nó lắm nhưng sao còn chả lên được cơ. Xong rồi bận ruộng dưới kia thì trên này cũng không chăm sóc được thì cây nó làm gì có lên tốt đâu. Khổ lắm, mấy ông thì cứ mơ mộng thôi, chả biết tính cái gì. Nhưng mà được cái là cũng chăm chỉ lắm các bạn ạ. Ngày hôm nay lên lái xe lên trên này 2 tiếng rưỡi xong rồi trồng xong rồi. Đến lúc về chốc nữa lại lái xe về mất 2 tiếng rưỡi nữa, mất 5 tiếng lái xe. Thế là trồng được 100 cây mận này, không biết là sau này có thu hoạch được cái gì không chứ mua tiền giống nữa mất 500.000 won rồi. Đấy, đấy là một số những cái vốn. Tiền xăng xe dạo này nó còn đắt nữa, xăng dầu nó đắt nên là mua xăng mà đổ đi đi lượt về cũng đã hơn mất 100.000 won nữa. Trồng nhé. Mệt không? Mệt lắm hả? Giờ chim mi ha xe cho cái mận hết chỉ đấy trồng hết bởi tay mới được có 10 cái mận. Ơi chăm chỉ làm việc tiếp với chồng, em là đứng đây em ngắm thôi, vợ lên đây đứng ngắm chồng thôi chứ chồng chọt gì. Giờ chim mi ha xe chơi các cụ kia hết chú vậy đấy bác. Chồng em đang bảo là đi nhanh chồng hộ đấy, ứ thèm đấy, ứ chồng đấy. Kệ ông. Chồng em có thích bày việc ra vậy chứ khổ thật. Cứ thích bày việc cho vợ làm. Trồng đủ loại. Thực ra ấy, thì trồng cây ăn quả nó cũng rất là ok các bạn ạ. Trồng trên đồi thì đây khí hậu với lại mọi thứ cũng được. Chẳng qua là trên này nó xa quá thì vợ chồng em không thể lên đây chăm thường xuyên được. Cái cây ăn quả thì các bạn biết rồi đấy, có phải là cứ trồng xuống bỏ đấy là được thu đâu. Thì cũng phải bón phân chăm sóc rồi cắt tỉa các kiểu rồi cỏ cắt cỏ cắt kiếp chứ. Đây thì chồng em quyết định là mang lên trồng xong rồi vất vả đấy là được thu, gọi người ta gọi là tính cua trong lỗ đấy, cứ mơ mộng thôi. Làm cái gì bây giờ mà không chăm sóc mà được thu mới lại. Nông nghiệp thì càng khó, hết sâu bệnh rồi là cỏ rá ở dinh dưỡng các kiểu chứ. Chồng em bây giờ đang dọn rác các bạn ạ. Và đây các bạn thấy thì chồng Hàn thì có thể đứng và dọn rác rất là sạch sẽ và vợ thì cứ ngồi chơi tôi cũng không nói gì. Đôi khi thì thấy như thế cũng cảm thấy khá là dễ thương đúng không ạ.
Và chồng em thì khá là chăm chỉ. Mấy cái khoản này thì không thấy tị nạnh hay là cái gì với vợ đâu. Đấy, rất là tự giác. Thấy chỗ nào có rác là tự dọn. Hả? Thôi qua chú cá. Mask so. Và chồng em thì đang phải mang cái này về mãi thành phố bỏ các bạn ạ. Ở đây, ở Hàn Quốc thì vứt rác thì phải có đúng cái quy định này. Còn phải đúng tỉnh thành nữa, các bạn sống ở đâu vứt rác đấy. Ví dụ như ở đây mà muốn vứt rác ở đây thì lại phải ra cái khu chợ ở đây, xong rồi mua cái túi bỏ rác ở cái khu vực này. Thì nó hơi bị phức tạp, cho nên là chồng em cứ cho lên xe chở đi. Nhiều khi thì thấy cũng buồn cười. Mà đôi khi chồng em có tiết kiệm tiền ấy. Nghèo nên phải tiết kiệm. Tiết kiệm thì tốt ạ. Em cũng phải đang học tập chồng em cái khoản tiết kiệm đây. Và chồng em đang chăm chỉ làm việc, em phải ra giúp chồng đây. Giúp chồng nào. Mời cả nhà cùng xem hoa núi nhé. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong